Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay shop đồ si lại lên cho các bác một số mẫu giày VIP. Đấy, hàng tuyển chọn cho các bác nhé. Hôm nay toàn giày đẹp thôi. Đó, có cả giày ông địa nhé. Hôm nay bên em về được mấy đôi ông địa siêu đẹp, siêu VIP, giá siêu mềm luôn. Đó, rẻ nhất so với các shop nhé. Đấy, như em nói đôi đầu tiên đó là một đôi vàng bò, một đôi ông địa màu vàng bò. Đôi này thì các bác cũng biết rồi. Đấy, em không cần tả về nhiều, nó không có lỗi lầm gì các bác nhé. Đó, đây một đôi ông địa màu vàng bò nhé. Đó, các bác thích săn giày ông địa đây, hôm nay em về được mấy đôi nhá. Con này là mã là M606 nhé các nhá, mã M606 size 39,5. Em bán con này 585k nhé các nhá, 585k một đôi ông địa màu vàng bò. Đó, các bác cứ tham khảo với mấy shop khác bán ở trên 1 triệu hoặc là 700-800 gì đó. Đến với shop em, các bác mua với giá chỉ có 585k bao ship nhé các nhá. Bao ship luôn, một đôi ông địa màu vàng bò. Đã đôi ông địa màu vàng bò. Đôi đầu tiên trong video ngày hôm nay luôn. Tiếp theo một đôi giày cổ lỡ màu nâu. Đấy, đôi này thì cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Hàng này thì các bác khỏi chê rồi, đi muôn đời muôn thuở. Đấy, các bác nhìn đôi giày rất đẹp nhé. Đấy, giày rất đẹp luôn. Nói chung là giày này về em chưa có vệ sinh lại đâu các bác nhé, nên nhìn nó hơi bụi bụi và bẩn bẩn nhé, nên các bác về chỉ khó lau vệ sinh lại. Đằng sau gót chân nó có cái bo chun nhé các nhé, sau gót chân nó có bo chun này. Đấy, tạo cái điểm nhấn các bác dễ, rất dễ xỏ giày luôn. Có cái bo chun thì các bác là xỏ giày rất dễ luôn nhé. Con này là cổ lỡ nhé các nhé, cổ lỡ mũi vuông. Đấy, kiểu dáng giày rất là cổ điển luôn, cổ điển lịch sự. Đế của nó đây, đế hầu như rất ok luôn. Con này của sản xuất tại Đức nhé, giày thương hiệu Đức sản xuất tại Đức luôn. Đấy, nhìn rất chất luôn các bác nhé. Đây ạ, bên trong của nó đây này, Made in Germany nhá. Cái thương hiệu này các bác đi sành giày các bác nhìn biết rồi. Đấy, một thương hiệu rất nổi tiếng của Đức, sản xuất tại Đức luôn. Một đôi giày của Đức cổ lỡ nhé các bác nhé, cổ lỡ siêu VIP, hàng VIP đẹp. Con này mã M600 size 41, em bán con này 485k bao ship nhé các bác nhé, 485k bao ship. Mấy cái này là nó bị giống kèn cái kiện nó đè các bác. Đấy, nó hơi bị móc một xíu, các bác đi về một thời gian đi spa lại này, cho nó lên form bánh bóng lại nhé, đánh bóng lại, xử lý được mấy cái này các bác yên tâm nhé. Một con thương hiệu giày của Đức này. Đấy, sản xuất tại Đức luôn. Đấy, mà em bán chỉ có 485k các bác nhá. Mã M600 size 41. Lâu lâu có một đôi VIP như vậy các bác nhá. Lâu lâu có một đôi thôi. Đấy, toàn giày của Đức các bác nhá. Quá đẹp, một đôi cổ lỡ. À, đây cái mẫu này hôm bữa có nhiều bác săn hỏi này, hôm nay em lại có một số 1-2-3 đôi đấy, như 2-3 đôi gì đó, kiểu như vậy đấy các nhá, kiểu nó như vậy này, da bò sáp nhá các nhá, da bò sáp. Đấy, nhìn nó màu nâu đen, đế của nó này nhìn rất chất luôn. Con này mới tinh xinh xà beng luôn, bác nhìn cái đế này mới tinh luôn. Đấy, bên trong này nhìn cho các bác nhau cái chất da bên trong này. Đó, con này đi thì cực kỳ bềm rồi, nó cũng là giày cổ lỡ nhé các nhá, giày cổ lỡ. Đấy, đằng sau nó đây, giày cổ lỡ rất đẹp nhá. Con này thì mấy bác nào lớn lớn tuổi đi hợp lý đây, đi thật sự nó rất bền luôn, da cái da nó rất chắc luôn, rất đẹp luôn nhá, da kiểu da bò sáp đấy các bác. Đó, da này rất đạp luôn nhá. Mã của nó là M603 các bác nhá, M603 size 38, con này bán 485k. 485k mã size 38, mã M603. M603 nhé. Đó, các bác chốt hàng thì các bác có thể gọi điện qua Zalo. Đây cái số điện thoại của em để trên trong video này nhé. Hoặc là nhắn tin điện thoại Zalo trực tiếp hoặc gọi trực tiếp cho em nhé. Đấy, em sẽ chốt giày cho các bác luôn. Và em sẽ lưu ý các bác mua giày bên em có nghĩa là khách cũ thì không sao, nhưng mà khách lạ thì có nghĩa là em sẽ ưu tiên cọc và chuyển khoản nhé. Giày bên em lúc nào cũng ưu tiên cọc và chuyển khoản. Đó. Đấy, các bác mua giày các bác chụp lại đôi giày mã giày giúp em nhé. Đấy, em để yên về cho các bác chụp này. Tiếp theo một đôi bốt màu vàng bò. Đấy, đôi này cực kỳ đẹp nhá. Đôi bốt cổ cao nhá các bác nhá. Cổ cao nó khoảng qua mắt cá chân khoảng một khúc đấy. Đôi này màu vàng bò. Đôi này thì khỏi nói rồi. Để em xem coi. Đây ạ, nơi sản xuất Made in Taiwan. Đấy, của Đài Loan. Rất đẹp luôn nhé. Bên trong da của nó này các bác này nhìn rất chất luôn.
màu vàng bò đấy các bác nhé, màu vàng bò. Con ai đây? Đây đế của nó đây ạ. Con này đồ, cái bé của nó rất còn mới nha các bác nhé, đế rất mới luôn, màu vàng bò. Con ai đây? Con nhà Mai. Đây ạ. Rất đẹp nha các bác nhé, một đôi màu vàng bò, một đôi bổ, đôi bốt màu vàng bò đấy ạ. Đây thương hiệu của nó đây. Con này em sẽ xả rẻ các bác luôn nhé. Mã của nó là M580, mã M580 size 41, em bán con này 250 thôi. Đó, 250. Vì sao em bán rẻ? Tại vì nó bị kiểu như cái lớp xi màu vàng đây, kiểu đi bị va quẹt hay đá vào sút rồi đâu này. Đấy em quay gần cho các bác luôn. Con này về các bác đánh xi lại nhá. Đấy các bác nhá, nó bị mất xi thôi, da của nó này, nổ cái lớp da đây này. Đấy, quay rõ các bác xem luôn này. Đó nó chỉ mất cái lớp xi đi thôi. Đấy các bác về các bác đánh xi lại nhá. Chứ nó không có lỗi làm gì đâu. Với lại kiểu này em cũng nhìn nó cũng rất ok luôn. Đấy xả rẻ các bác nào mua về đi làm nhá, đi phượt, đi leo đồi, leo núi. Rất đảm bảo chân luôn, chắc chắn cực kỳ. Da bò thật 100% nhé các bác nhé. Mã M580 size 41 em bán 250k bao ship nhé. Duy nhất chỉ có một đôi thôi. Tiếp theo một đôi ông địa màu đen. Một đôi ông địa màu đen cổ lỡ nhé các bác nhé. Ông địa màu đen cổ lỡ. Ông địa màu đen cổ lỡ đây ạ. Quay cho các bác coi luôn. Đấy màu đen cổ lỡ nhé. Con này nó không phải là cổ, con này cổ lỡ nhé các bác nhé. Con này mã M604, M604 size 41,5 em bán con này 485k. 485k các bác nhá, đế của nó đây. Đấy. Chỉ có 485k thôi nhá. 485k. Quá đẹp cho một đôi giày này. Đấy, màu đen nhé các bác nhá. Màu đen này. Màu đen nhá, bên trong đây. Đó. M604 này 4 size 41,5 em bán con này 485k. Bác chân nào chân 41 đi vẫn vừa nhá, hoặc chân 41,5 hoặc là to hơn 41 xíu ấy. Đó. 42 nếu mà chân các bạn nào là 42 mà chân thon thon thì cũng có thể bôn chen nhé. Đó, này. Rất đẹp nha các bác nhá, màu đen. Chỉ có 485k bao ship, quá rẻ các bác ạ. Các bác thấy rẻ không? Mấy shop khác, các bác không tin các bác coi mấy shop khác người ta bán toàn tiền triệu nhé, hoặc là shop nào bán rẻ lắm thì 700-800. Em bao các bác luôn, chỉ có shop em mới bán cái giá này thôi nhá. Đó, bao cho các bác đi kiểm tra, đi trích hàng thoải mái luôn. Mà giày này thì không phải lúc nào cũng có, lâu lâu về 1-2 kiện nó có 1-2 đôi trong đấy thôi, chứ không phải lúc nào cũng có. Thêm một đôi giày, giày này em chẳng biết gọi là giày gì nữa, nhìn nó kiểu lạ, độc lạ nhé các bác nhé, độc lạ này. Đó, nó khắc hoa văn gì đây này, nhìn rất độc lạ đấy nhá, nhìn độc lạ cho một đôi giày. Đế của nó đây. Đó. Đây, đế của nó đây, thương hiệu gì Slick Restriction gì đó, Restriction gì đó. Đằng sau đây nhá, đôi này rất đẹp nha các bác nhá. Đôi này em thấy cực kỳ đẹp và lạ mắt luôn này, hàng độc này. Đó, cổ là cổ lỡ nhá. Bên trong là được vải này các bác này. Made in China nha các bác nhá. Đấy, made in China. Da là da thật nha các bác nhá. Đây ạ. Rất đẹp luôn nhá, nhìn rất độc lạ luôn. Đó. Con này em mã của nó là M586, M586 size 39,5, bán con này 385k bao ship nha các bác nhá. 385k bao ship. Đấy, một đôi giày rất độc lạ luôn. Kiểu giống kiểu bông mũi cong này, đế sau này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Chỉ có 385k size 39,5 mã M586. Thêm một đôi giống đôi cần lẫy là da bò sát, nhưng mà đôi này là đôi mũi nhọn nha các bác nhá. Này mũi nhọn này. Nên mấy đôi này em chỉ thích hợp cho mấy bác lớn tuổi thôi. Đây ạ. Mấy bác lớn tuổi đi con này cực kỳ sang trọng và lịch lãm nhé. Đấy, nhìn nó rất đẹp luôn, đúng hợp với số tuổi luôn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, mấy cái đôi này thì nó thật sự là em về đôi nào là hết đôi đấy. Bên trong của nó này, đấy, mã cốt này nhất đầy đủ luôn. Con này là dáng mũi nhọn nha các bác nhé, dáng mũi nhọn. Đấy, thương hiệu Timberland nhé các bác nhé. Timberland thì giày cực kỳ VIP của Mỹ rồi, các bác yên tâm. Đế của nó đây, thương hiệu Timberland nhé. Quá đẹp cho một đôi giày. Đấy, các bác nhìn thấy đôi giày đẹp không? Da bò sáp nhé. Đấy, nhìn thấy thích rồi. Không? Quá tuyệt vời cho một đôi giày. Con này là mã là M583. M583 size 37,5. Đấy, em bán con này 485k. 485k này các bác nhé. 485k. Ở cổ của nó được nót một cái lớp da bông mềm mịn. Cực kỳ mềm mịn luôn này. Êm đi, xẻo chân rất đã luôn nhé. Đấy, rất đẹp luôn nhé. 485 size 37,5 em bán con này
M của nó 583 nhé các nhé, M 583 quá đẹp cho một đôi giày. Đấy, đẹp không các bác không? Các bác nhìn thấy đẹp cực kỳ nhá. À, đẹp này. Đẹp không? Đôi giày quá VIP luôn mà chỉ có 485k thôi các bác nhé. À, muốn giới thiệu đến các bác một đôi giày siêu VIP. Đấy, giày công sở màu đen siêu VIP. Con này thì khỏi phải nói rồi. Đấy, kiện giày về nên kiện giày đẹp nên các bác yên tâm nhé, giày chất lượng luôn. Để em đi cái đôi suy truy cho các bác coi cái đôi giày nhé các bác nhé. Giày cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây, một đôi VIP nha các bác nhé. Những đôi nào em đã nói là VIP thì nó VIP thật sự và thật sự là VIP luôn. Đáng để các bác bỏ đồng tiền ra mua nhé. Tuy là 685, tuy là nó không gọi gì gọi mắc lắm nhưng mà nó đúng với giá trị của một đôi giày nhé các nhé. Như đôi này thì em nói giới thiệu các bác là đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bao các bác luôn. Đó, em sẽ quay sát cho các bác coi này. Một đôi giày, cái gì đây này? Một lô gì đấy, em tiếng Anh em đọc không rành đâu. Đó. Nhưng mà nói chung về tổng quan của đôi này thì nếu mà bỏ ra 685k mà các bác sắm sắm cho mình được một đôi giày như vậy thì nó thật sự là quá là đẹp rồi. Thật sự luôn. Rất đẹp cho một đôi giày nhé các bác nhé. Để em quay rõ cho các bác coi luôn này. Đó, rất đẹp luôn. Lâu lâu mới có một đôi nhá các bác nhá, chứ không phải lúc nào em có giày VIP bán cho các bác đâu. Lâu lâu có một đôi này. Bên trong nó có giấy, có dãy số ký hiệu đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, đế của nó đây. Đế của nó đây nhé các nhé. Đế của nó đây. Đó, rất đẹp luôn. Các bác nào mà thích xài hàng VIP, hàng cao cấp thì cứ chọn con này nhá. Con này mã của nó là M602, size 42. Em bán con này 685k. Một đôi công sở màu đen cột dây. Đấy, giày thương hiệu kiểu như là nó kiểu cổ điển nhé các bác nhé. Đấy, đem coi cho các bác coi bên trong. À, một đôi thương hiệu lớn nhé các bác nhé, phải thương hiệu lớn nhỏ đâu. Bostonan Classic, giày kiểu dáng cổ điển nhé các bác nhé. Này, đấy, bên trong này nó vẫn còn mới nhá, bên trong cái lót của nó cũng rất ok luôn nhá. Đấy, giày cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đó, lâu lâu kiện em có 1-2 đôi là VIP, siêu VIP thôi các bác nhé. Đấy, các bác thích chơi hàng hiệu, hàng đẹp đấy thì sắm mấy con này nhá. Mã của nó là M602, size 42, mà con này 685k các bác nhé, 685k. Quá đẹp nha. Đây ạ. Cho một đôi giày đẹp mỹ mãn luôn. Quá đẹp, size 42 các bác nhá. Size 42. Đấy, màu đen. Đẹp luôn các bác. Đấy, đẹp. Con này nó thật sự các bác về mà các bác đánh si mà đi spa lại thôi chứ. Quá đẹp luôn. Đấy. Rồi, em xuống mẫu nhé các bác nhá. Em qua size, em qua mẫu. Các bác chốt đôi này thì ghi mã M602 các bác nhé, size 42, 685k nhé các bác nhé, 685k. Thêm một đôi giày lười của Đức nữa, một đôi giày lười của Đức. Một đôi giày lười của Đức nhé các bác nhé. À, con này thì nó giày lười nó có 3 cấp độ khóa này, đó. Rất đẹp, đơn giản, à, mộc mạc, không có gì cầu kỳ. Đấy, các bác nào dành cho bác nào không thích cầu kỳ, đơn giản. À, thì chốt con này nhá. Con này mã là M595, M595 size 39, em bán con này 385k, bao ship 385k, bao ship, giày của Đức nha các bác nhá. Giày của Đức này, thương hiệu của Đức luôn. Đấy, Gap Money, Mark in Gap Money nhá. Thêm một đôi 42 cũng đẹp. Con này cũng ok nhá các bác nhá. Đấy, ok. Đây ạ. Rất đẹp, màu nâu. À, ở đây thì người ta làm họa tiết lỗ nhé các bác nhé, để thoát khí, để đi cho đôi chân nó mát. Đấy. Bên trong đây, đế của nó đây nhé, đế da. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn đôi giày đẹp không? Da này gọi là da mềm nhé các bác nhé, da mềm này, da mềm, rất đẹp nhá. Đấy, khi các bác lên chân form lên đây, đôi giày nó sẽ lên form đẹp như vậy này. Đó, rất đẹp nhá. Nhìn các bác thấy đẹp không? Nay toàn giày đẹp nhé.
đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đằng sau đây đấy, con này mã là M599 các bác nhé, M599 size 42, mã con này 485k các bác nhé, 485k. Con này nó không vip bằng cái con đen cơ nãy đâu, em nói thật sự luôn, con này nhìn nó kiểu nó lạ lạ độc độc như vậy thôi, nhưng mà nếu về nói về kể cả thương hiệu này, về cái giày và chất da nó không bằng cái con vip cơ nãy 685 đấy các bác nhé, nên là bạn tiền nào của đấy. Nhưng mà so với 485 thì các bác mua con này thì quá đẹp, quá tuyệt vời rồi. Một con màu nâu này rất đẹp nhá, đó đẹp cực kỳ luôn, rất sang trọng lịch sự nhá, nhìn đôi giày rất đẹp nhá. À, con này mã M599 nhé các nhé, M599 size 42, bán con này 485k bao ship nhé các nhé, 485k bao ship, 485k bao ship một đôi giày rất đẹp. Đó. À, tiếp theo một đôi giày độc lạ đây, giày độc lạ dành cho các bác. Đấy. Đôi giày tự nhiên nó khoét ở đây này, đấy. Giày nó làm kiểu bình thường nhưng mà thay vì nó phủ ở đây, đây nó có cái gọi là cái mấy cái thoát giống như đôi giày sơn đan đấy. Đó. Màu đen nhé các nhá, màu đen rất độc lạ luôn. Đấy, đế là đế da nhé các nhá. Này đế da. Con này là mã M588 nhé các nhá, M588. Con này là size 44 nhé các nhá, size 44 em bán con này chỉ có 350k thôi. 350k size 44, M558, M88 nhé, 588 nhé các nhá, M588. Size 44 em bán 350k, không lỗi lầm gì hết. Đấy, không lỗi lầm gì. Không lỗi lầm gì nhá các bác nhá. Nhìn nó độc lạ, cực kỳ độc lạ luôn nhá. Đấy, các bác nào thích siêu tầm hàng độc lạ thì sắm mấy con này nhá. Đi thì nhìn nó rất độc lạ luôn. Đấy. Bên trong lót của nó này. Đấy, lót của nó đây nhá. Đi rất thoáng chân và độc lạ. Tiếp theo một đôi ông địa màu đen nữa. Đấy, hôm nay em về được 3-4 đôi. Một đôi ông địa màu đen. À, đây. Rất đẹp nhá. Con này thì bán giá cao hơn hai con đôi trước. Con này mã M605 này, M605 size 41 em bán con này 585k, 585k luôn nhá. 585k. 585k các bác nhá, 585k. Quá đẹp cho một đôi giày ông địa. Đấy, hôm nay em chỉ có 4 đôi thôi. Đôi cuối cùng cũng là đôi vip và đẹp nhất. Đôi vip và đẹp nhất trong ba đôi kia. Đôi này mắc tiền nhất nhé các bác nhé. Đấy, nhìn các bác biết là mắc tiền hơn rồi. Đấy, kiểu kiểu ông địa luôn này. Đấy. Các bác nào thích đôi này thì chốt nhé. Đôi này thì giá nó cao hơn một xíu. Đó là mã M607 size 40,5 mà con này 485k. 485k nhé các nhé. Độ mới con này rất cao luôn, cao hơn ba đôi kia trước nên giá nó hơi cao. Đây ạ. 685k nhé các bác nhé, 685k một đôi màu vàng bò, màu kiểu kiểu như vậy này. Đấy, ông địa, đôi cuối cùng. Cuối cùng nhá. Đấy, các bác thấy đẹp không? Đẹp, cực kỳ đẹp. Đôi công sở màu đen size nhỏ cho các bác nào chân nhỏ đây. À, con này thì như em nói là nó bị kiểu bị bung keo một xíu. À, bung keo. Không phải bung keo đâu mà chẳng qua là nó kiểu như này này. Đó. Nên con này em sẽ giảm giá các bác luôn. Em bán xả các bác là về các bác đi vệ sinh hoặc đi dán keo lại nhá. Đi spa đi dán keo lại. Còn ngoài ra nó không bị một cái gì nữa nhá. Nó bị mỗi ở đây này. Đó, mỗi bị mỗi ở đây thôi. Con này mã M593 nhá các bác nhá. M593 size 39 em bán con này 250. 250 nhá các bác nhá. À, và em cũng nhắc đi nhắc lại là cái hình thức mua hàng bên em nhá. Em sẽ ưu tiên cọc và chuyển khoản, chắc em phải nhắc lại video nào em phải nhắc lại thôi. Tại vì và em cũng nói lại là em bán giày si chứ em không phải bán giày mới 100% nha các bác nhé. Em không phải bán giày mới 100%. Nên cái giày si này nó đặc biệt một cái là khi các bác nhận hàng là bên em đã bao cho các bác là đổi trả, thử sai, kiểm tra lỗi khi shipper giao hàng. Đó, các bác có quyền được kiểm tra thử sai, kiểm tra lỗi thử sai. Nếu mà phát hiện lỗi hoặc là các bác thử không đúng sai thì các bác phải quay đầu lại cho em. Còn mà khi shipper đã lên trạng thái giao thành công thì mọi cái vấn đề mà giải quyết về sau gọi là khiếu nại, em ơi anh đi không vừa, em ơi anh đi chật, anh bị kích chân, thì em sẽ không có giải quyết vấn đề đấy cho các bác nhé. Hoặc là các bác mới đi được 1-2 ngày, hoặc là tại vì nó là giày si mà, nó không phải giày mới,
các bác đi 2 ngày nó phát nó bị lỗi, nó bị bung keo hay nó bị đứt chỉ hay gì gì đó thì các bác khiếu nại bên em thì bên em sẽ không giải quyết nhá. Em nói rõ trong video, chắc video nào em cũng phải nói rõ. Rất nhiều bác mua giày bên em rồi quay sang lại nói em là bán hàng không uy tín. Bây giờ em bán một cái mặt hàng xi như thế này, đúng không? Em ngay cả mắt em bây giờ hàng như thế nào em sẽ báo trên video. Như đôi này em báo lỗi là báo lỗi. Đấy. Còn em không biết là nó bị lỗi về sau các bác đi mà. Nó là giày qua sử dụng mà, đâu phải giày mới 100% là đâu mà em sẽ bảo hành cho các bác được. Bây giờ em đố các bác đi mua ở cửa hàng nào mà giày xi người ta bảo hành cho các bác đấy. Em cam đoan là không ai bảo hành cho các bác khi các bác đi 1-2 ngày bị bung keo. Nhưng em sẽ không vì cái chuyện mà bị lỗi hay gì, em sẽ nói là khi các bác nào bị lỗi em sẽ hỗ trợ đơn sau, em giảm giá cho các bác luôn. Tại vì cái vấn đề đó không ai muốn xảy ra. Chính cả bản thân em bán hàng em cũng không muốn cái đôi giày khách hàng của em bán ra cho khách hàng đi mới có 1-2 ngày hoặc 1-2 tuần nó bị bung keo. Không ai muốn như thế. Nhưng nó là giày xi thì nhiều lúc các bác mua hàng các bác phải chịu sự may rủi thôi. Nhưng em sẽ vẫn nói rõ là những bác nào mà đi bị lỗi đó, em sẽ giảm giá cho những đơn hàng sau thôi. Em chỉ hỗ trợ đến như vậy là hết mức rồi, chứ em không có bảo hành nhá. Em nói em bán hàng không có bảo hành. Các bác bỏ ra có mấy trăm nghìn, 250 mà các bác về các bác đi được mấy ngày xong nó bung keo là bắt đền em sao bắt đền được. Đó, các bác chơi hàng xi các bác phải hiểu. Chứ không phải là đùng đoàn xong rồi bảo chửi em là bán hàng không uy tín rồi bán hàng lừa đảo. Không có đâu ạ. Đó. Các bác nào mà em nói thật luôn, không một nơi nào bảo hành cho các bác luôn, trừ khi giày mới nhá. Như em bán mấy đôi giày mới em bảo hành đổi cho các bác thoải mái luôn. Đó. Rất nhiều bác mua giày các bác không hiểu vấn đề là giày xi hay giày xi nó như thế nào. Các bác không có hiểu vấn đề. Không hiểu vấn đề nó là như thế. Nên cứ quay ra rồi mắng vốn em, nên em không thể nào mà giải quyết được cái vấn đề đấy cho các bác được nhá. Thêm một đôi Zadan, giày lười Zadan ạ. Một đôi giày lười Zadan đế da. Đế độ mới cũng còn rất ok luôn. Đây ạ, bên trong của nó đây. Đó nhá. Nót cũng bằng da luôn các bác nhá, cái nót cũng bằng da này, đó. Con này là size hơi to các bác nhá. Size của nó là 43,5, size 43,5 em bán con này 485k, mã M597 nhé các bác nhá. Mã M597, một đôi Zadan để em lên form cho các bác coi chứ nhìn nó còn đẹp quá, nhìn nó không thuận mắt. Đây. Đó, khi các bác lên chân thì nó sẽ đầy đặn và đẹp như vậy này. Đó, một đôi Zadan nhìn rất đẹp luôn, sang trọng, quý phái, lịch sự. Đó, chỉ có 485k nhé các bác nhé. Đó, một đôi màu nâu này. Khi các bác lên chân form nó sẽ như thế đó. Đó, rất đẹp cho một đôi giày nhé. Chứ nhìn nó oằn èo vậy thì nhìn nó không ai muốn mua đâu. Khi nó lên chân các bác nó sẽ như vậy này. Đó. Rất đẹp nhé. Đó, rất đẹp. Một đôi Zadan. Size 43,5 nhé các bác nhé. 43,5 em bán con này 485k bao ship. Mã của nó là M597 nhé các bác nhé. M597 nhé các bác nhé. M597. Thêm một đôi VIP của Đức nữa nè. Đôi này uổng quá là nó bị nhăn nhăn ở đây này. Đó, các bác thấy không? Nhăn nhăn ở đây do cái kiện nó đè lên đấy. Nó bị mất cái form. Muốn cái này các bác phải mang ra thợ nhé. Đây này, đây nó bị chảy xi đầy nhé. Các bác mang ra thợ nhé, người ta sẽ xử lý được hết mấy cái này. Nên các bác yên tâm. Đế của nó này rất chắc luôn. Đấy, các bác nhìn cái đế nó rất chất lượng luôn nhé. Nhìn đôi giày nhìn rất chất lượng luôn. Giày của Đức thì các bác phải khỏi phải bàn rồi. Này, mắc in gẹp mani bên trong này. Đó, các bác nhìn rõ chưa? Con này là chân size 41 nhé. Chân các bác là 41 thì sắm mấy con này đi. Mã M con này là M596 size 41 em bán 385k bao ship nhé các bác nhé. 385k bao ship một đôi giày của Đức. Quá đẹp, quá rẻ. Đấy, mại dô, mua các bác ơi, tranh thủ mua nhá. Đấy, thêm một đôi cũng là VIP phim VIP luôn. Hôm nay có mấy cái kiểu giày như vậy thì cực kỳ chất rồi. Vibrant này. Đế của nó, đế của Vibrant nhé. Các bác nhìn cái chất không? Em sẽ quay cẩn thận tỉ mỉ cho các bác coi. Đó, một đôi giày. Đôi này thì size nhỏ nhé. Nên mấy đôi này thì em cũng nói luôn hợp với các bác là lớn tuổi này. Mấy bác lớn tuổi mà thích đi. À, con này đặc biệt đó là cổ lỡ nhé các bác nhé. Nó là giày cổ lỡ.
Đấy, bên trong được nót vải này, vải dù này. Đấy, rất êm chân luôn nhé, khỏi phải nói rồi. Em ấy cái giấy cho các bác coi bên trong luôn. Đó, bên trong của nó đấy, cờ Mỹ các bác nhỉ. Một con giày thương hiệu của Mỹ, chắc sản xuất tại Mỹ luôn. Đúng rồi, sản xuất tại Made in USA này. Một đôi giày của Mỹ VIP vim vip nhá. VIP vim vip. Siêu phẩm. Đấy, cổ lỡ. Đế là đế Vibrant nhá. Đấy, đế cực kỳ chất luôn, cực kỳ bền luôn. À, con này mã là M601 size 37, em bán con này 485k các bác nhá. 485k. Các bác nghe không lầm đâu ạ. Đấy, em sẽ bán cái giá nói chung là cực kỳ phải chăng các bác. Thường thường mấy con này em bán 585 vẫn có người mua, em đảm bảo luôn. Nhưng vì em sẽ bán giá rất chi là dễ mua các bác, nên các bác mua hàng bên em đừng có sợ bị hớ hàng. Và như em cũng nhắc luôn, các bác mua hàng thì các bác đừng có trả giá giúp em nhé. Shop em không có trả giá đâu các bạn. Giá như thế nào em đã bao ship các bác rồi. Có nhiều bác vô trả giá em thấy rất lạ lùng luôn. Đôi 585 của em trừ yên trả xuống còn 400, em lại các bác luôn. Em bán đôi giày là không bao giờ được lời như vậy đâu. Cùng nắm một đôi giày nào đẹp VIP em chỉ lời được 150 đến 200. Còn bình bình nếu mà trừ hết khoản này khoản kia đi, trừ khấu hao trừ lỗi, một đôi giày tính ra trung bình em bán chỉ được 50-60 một đôi, lời một đôi thôi các bác nhé. Đấy, các bác không tin các bác, nếu mà bán lời vậy thì người ta đổ xô đi bán hết giày rồi. Em nói thật luôn, em trừ rất nhiều chi phí, tiền công nhân viên này, tiền thuê thuê shipper giao hàng này, rồi tiền khấu mòn giày đế như một kiện về biết bao nhiêu đôi, giả dụ như nó bị hao một đôi, giả dụ như mấy đôi bị lỗi em xả rẻ nó xả lỗ đấy. Đấy, các bác không tin các bác đừng có trả giá mà tội nghiệp thằng em nhé. Bán đôi giày nó không được lời bao nhiêu đâu. Đó, em đã bán một đôi giày nói chung là giá nói chung là dễ mua cho các bác nhất có thể rồi. Đó, ai mà chẳng muốn bán lời nhiều, nhưng mà cái giá tiền thật sự là em cũng là người mua hàng, đặt vị trí em vào người mua hàng đi. Em bỏ ra cái số tiền mà khi em nhận về một đôi giày mà chẳng ra gì thì thật sự là nó cũng không có hay. Chính vì thế em giảm giá, nói chung là giá nó đôi giày mà đến cái mức các bác dễ mua nhất. Đó. Như con này chỉ có 485k nhé các bác nhé. Giày của Mỹ, thương hiệu của Mỹ luôn, sản xuất tại Mỹ. À, chỉ có 485k size 37 mã M601 nhé các bác nhé. 601. Chỉ một đôi duy nhất thôi. Những đôi nào đặc biệt VIP em đi bán với giá cao nhé các bác nhé. Còn những đôi bình thường em toàn là 485 hết. Đấy. Như một đôi thể thao này, quá đẹp luôn. Thương hiệu chữ P này. Đấy. Dáng đẹp. Đế là đế bệt nha các nhé, đế bằng đế bệt đấy ạ, đế của nó đây. Con này là size 43, nhưng mà em nghĩ là 43 chân 43, các bác nào chân to hơn 43 một xíu có nghĩa là 435 đi vẫn có thể vừa các nhé. Tại vì em thấy em chân 42 em xỏ ra mà nó còn dư một khúc như vậy này, đó. Nên em nghĩ là các bác nào chân thon 43 rưỡi có thể đi vừa. Rất đẹp cho một đôi thể thao nhé. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, để em đút cái đôi su chi rồi các bác coi đôi giày lên form nó đẹp cực kỳ luôn. Đấy, chứ nhiều lúc để các bác nhìn nó không đẹp. Đây ạ, đấy các bác thấy không, lên form một đôi giày cực kỳ đẹp luôn. Khi các bác đi giày nó sẽ lên form này này. Đấy, chữ P nhé các bác nhá. Em biết cái này không thấy nó ghi nơi sản xuất hay sao, em thấy không đúng. Mã bệt, đôi giày bệt nhé các bác nhá. Rất đẹp luôn nhé. Bên trong của nó này. Đấy, các bác nào rành giày thì biết đôi này nhé. Chứ em thì em chịu rồi, không thấy ghi nơi sản xuất hay gì đó. Này, cái lưỡi gà của nó làm bằng bông rất êm, rất đẹp luôn. Bên trong da này các bác này, rất chất nhé. Một đôi thể thao. Nói chung kiện giày video ngày hôm nay toàn giày đẹp. Đấy, các bác tha hồ chọn, tha hồ lựa. Đấy, rất đẹp nha. Con này em bán 485k các bác nhé. Mã M591 size 43,5 em bán 485k. 485k mã M591 size 43,5. Một đôi màu đen đế bệt dáng thể thao. Tiếp theo một đôi cũng gọi là siêu phẩm đi. À, đôi này là cái siêu truy nhỏ hơn. Đôi này là nó này về thương hiệu nha các bác nhé. Các bác nhìn thấy biết thương hiệu gì không ạ? Thương hiệu Bali nhé các bác nhé. Thương hiệu Bali, một thương hiệu cực kỳ VIP của dòng châu Âu. Đây ạ, đế là đế da các bác nhé.
những đôi mà nó có cái như em nói rất nhiều video, những đôi mà nó có cái miếng inox ở sau đế này, nó đóng lên này, thì các bác là giày cực kỳ mắc tiền rồi, giày siêu phẩm đấy. Đây thương hiệu Pali này, Pali nhá, nhìn nó là một con màu 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 nâu mận, rượu vang đấy, màu nâu mận đấy, bạn màu nâu mận đấy các bác nhé. Rồi suy trì này. Đây em sẽ lên hai đôi cho các bác, những đôi mà thương hiệu đẹp đẹp như vậy thì em sẽ quay kỹ các bác luôn. Đây ạ, đấy nó lên phòng là phải như vậy nhé các bác nhé. Một thương con hiệu thương hiệu giày Bali, thương hiệu cực kỳ mắc tiền nhé các bác nhé. Đây đấy, rất đẹp này, đẹp không, con màu nâu đỏ đỏ mận nhé các bác nhé, màu nâu đỏ mận đó, đế còn rất ok luôn nhé, đế rất ok luôn đấy, rất đẹp nhá, vip phim vip luôn các bác luôn. Con này em nói thật, các bác về các bác đi spa này nó mới thôi rồi, cái thương hiệu quan trọng là cái thương hiệu các bạn. Đấy, thương hiệu nó cái chất giày nữa, nó thật nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó là giày hiệu cực kỳ đẳng cấp đấy, các bác đi đôi này thì không phải nói bàn cãi rồi, nó rất đẳng cấp luôn. Các bác mà đi tới, nó thật các bác tới bữa liên hoan mà bỏ giày bên ngoài nhá, người ta nhìn thấy cái lót này là người ta biết là kinh khủng rồi. Bali nhá. Đấy, đây em bán con này giá hơi cao một xíu. Con này mã M590 size 42,5, em bán con này 685k các bác nhá. 685k size 42,5. Đấy, M590. Tiếp theo, một đôi giày lười phối với Zadan, giày lười phối Zadan mắc in của Ý. Đấy, mắc in của Ý đây, con này size 43 nhé các nhá. Size 43 một đôi màu nâu, size 43 giày lười phối Zadan, một đôi sản xuất tại Ý. Quá đẹp cho một đôi giày sang xịn mịn nha các bác nhá, sang xịn mịn. Con này mã M585 size 43, bán con này 485k. 485k các bác nhá, một đôi Zadan phối Zadan quá đẹp. Quá đẹp nha. M585 size 43 em bán 485k. Cũng là một đôi giày lười màu vàng bò, một đôi giày lười màu vàng bò. Con này mã M598 size 42 em bán con này 385k. 385k một đôi giày lười màu vàng bò. Thương hiệu của nó đây, đế lót của nó rất ok nha các bác nhá. Đó, rất ok luôn, rất đẹp, rất nhẹ nhàng, tinh tế, thoải mái, lịch sự, đẹp đẽ. Đâu, chỉ 385k bao ship tận nhà cho tất cả các bác luôn. Mã M598 size 42 chỉ có 385k bao ship. Em sẽ quay nhanh cho các bác coi. Đấy, một đôi siêu khủng. Đôi này thì nó to lắm các bạn. Các bác nào chân 45 thì đi đôi này nhá. Chân 45 hàng của Ý Vero. 45 nhá, size 45. Size cực kỳ lớn. Con này là M594 size 45, em bán con này 485k. 485k bao ship một đôi giày size 45. Thương hiệu của Ý nhá các bác nhá, thương hiệu của Ý, một đôi màu đen không sợ size 45. Em bán 485k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Mã M594 nhá các bác nhá, M594. Cũng là một đôi giày lười nhưng mà đôi này đôi màu nâu nhé các bác nhé. Một đôi màu nâu. Bên trong còn rất đẹp. Đấy, đế lót của nó còn rất mới luôn. Con này em nghĩ chắc là mới đi được mấy lần thôi. Đây ạ, Made in India nhé các bác nhé. Một đôi màu nâu Made in India. Đế của nó đây. Con này mã M587 size 41. Em bán con này 385k bao ship. 385k em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Một đôi màu nâu sản xuất tại India. Một đôi màu nâu sản xuất tại India, giày lười. Cũng là một đôi giày da công sở. Màu đen, đế vuông. Đấy, đế của nó rất lạ này. Các bác thấy đế của nó. Đế rất lạ luôn nhé, kiểu cách độc lạ. Đế là đế da size 42 sản xuất tại Ý luôn, Made in của Ý, một đôi giày của Ý.
Mã của nó M589, M589 size 42, bán con này 250k. 250k vì nó là bị lỗi ở đây, có nghĩa là nó chuẩn bị bung keo này. Đấy. Chưa gọi là bung keo nhưng mà cái lớp keo của nó bị hà há. Các mua về các bác chịu khó đi mang đi dán keo lại nhá, dán keo hoặc khâu đế này. À các bác ơi, con này được khâu đế đấy các. Cho dù nó bung keo thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái lớp da này đâu. Đấy, người ta được khâu đế này, nó bị bung này. Bung về thôi chứ nó không bị lồi lột cái lớp da đâu các bác nhé. Các bác yên tâm. Em bán con này giảm giá sâu cho các bác chỉ còn 250k. Đấy các bác về các bác đi sửa. Các bác bỏ ra 100.000 các bác đi tút lại đôi giày. Đó, một đôi giày của Ý nhìn rất độc lạ luôn. Chỉ 250 nhé các bác nhé, chỉ 250k thôi. Mã M589 size 42 250k. Thêm một đôi giày VIP nữa. Một đôi giày VIP cổ lỡ nha các bác nhé. Một đôi giày VIP cổ lỡ, từng sau phối, sau gót phối với da lộn này, trên được phối với da lộn mà có màu xanh đen này. Đấy, đôi này màu nâu vàng bò nha các bác nhé. Màu nâu vàng bò, màu nâu vàng bò kiểu rất đẹp luôn. Đấy. Con này mã M584 nha các bác nhé. M584 size 43,5. Size 43,5 em bán 350k. 350k nhé các bác nhé, 350k. Thêm một con Timberland, một con Timberland độ mới còn 99% luôn. Đấy các bác nhìn độ mới rồi, đế của nó rất đẹp luôn. Đấy cái đế của nó đây nhá. Timberland nhé các bác nhá. Đây, màu nâu mận rất đẹp luôn. Màu nâu mận rất đẹp luôn. Con này là size 39 nhé các bác nhá, size 39. Mã của nó là M581, M581 size 39 nha, bán con này 485k nhé, 485k. 485k bao ship nha các bác nhé. Đấy quá đẹp, 485k bao ship. Đôi cuối cùng trong video ngày hôm nay cũng là chắc là đôi rẻ, đôi xấu. Đấy, con này size 44, con này không bị lỗi lầm gì các bác nhé, nhưng mà nhìn kiểu dáng nó nhìn nó không được đẹp lắm. Đấy em thử đi sutri cho nó coi. Em bán 250, con này không bị lỗi nhé các bác nhé. Nhưng mà em tải thấy nó nhìn nó xấu xấu. Bán giảm giá cho các bác dễ mua. Đấy. Giảm giá các bác dễ mua. Size 44 nhé các bác nhé. Size 44 đấy. Đây. Đó, nó lên su truy nhìn cũng đẹp chứ các bác, đúng không? Size nó hơi lớn. Đó. 250 các bác nhé. 250 các bác nào chân size 44 đi con này giúp em. M592 size 44 em bán 250, 250 bao ship, 250 bao ship. 250 bao ship nha các bác nhá. À đợi em xíu em giới thiệu các một số mẫu thắt lưng em mới về đây. Thắt lưng hôm nay em lại về 3 mẫu nha các bác nhá. Em lại về 3 mẫu này. Mấy cái này thì các bác em bán rất nhiều rồi, rất nhiều trên kênh rồi. Như em bảo con này, mấy con này các bác là bao, các bác nào chuyển khoản đủ 200 thì em bao ship nhé, còn không chịu phí ship giúp em là 35k tiền ship. Đấy, da mẫu của nó này này các bác nhé, da mẫu của nó này, da bò thật 100% nhé, bao các bác này da bò 100%. Cái mặt này hôm nay em lại về lại nhé, tại vì hôm bữa có nhiều bác hỏi cái mặt này em báo hết rồi này, hết hôm nay em lại về hàng nhé. Đó, còn cái mặt chữ này thì hôm nay em sẽ giảm giá các bác luôn. Đây, con này là màu đen, mặt của nó là hai chữ A nhé các bác nhé, mặt hai chữ A. Da của nó đây, da cực kỳ chất luôn. Thực sự là hai con này nó bằng giá tiền nhau, hai cái mẫu này bằng giá tiền nhau này, nhưng mà cái mẫu này em bán chậm này. Chính vì thế hôm nay em sẽ giảm giá về đồng giá các bác luôn. Con này mẫu này là 150 nhá, 150 các bác nào bao chuyển khoản đủ em bao ship. Đấy, 150 nhá. 150 con này giúp em. Đó. Da với cái chất lượng da nó cũng bằng nhau thôi, nhưng mà vì cái kiểu này với kiểu này thì người ta thích cái kiểu màu nâu hơn nhá, với cái mặt này hơn, nên cái mặt này bán chạy em sẽ bán giữ giá. Còn cái này là 150 nhé các bác nhé, 150 bác nào chuyển khoản đủ em bao ship. Chất lượng giống như nhau, chẳng qua nó khác với nhau về cái mặt thôi, với cái màu sắc nha các bác nhé. Và thêm cái kiểu mặt hình người vừa sạc này các bác nhé. Đấy cũng là màu nâu luôn. Giá cũng là đồng giá là 200k các bác nhé, bao chuyển khoản đủ em bao ship. Đấy, da của nó này, da mẫu của nó đây, rất đẹp luôn nhé. Đó, cuối video rồi, các bác nào mua hàng thì như em nói, em sẽ ưu tiên cọc và chuyển khoản. Còn bác nào mà mua hàng khách mới thì gọi điện qua số điện thoại hoặc trực tiếp qua Zalo số này giúp em nhé.
Rồi, em xin chào tất cả các bác.